mình đến muộn quá nên là mọi thứ công việc trong nhà thì làm xong hết rồi. Không biết là trên nắng rồi, tôi còn nghe tiếng sinh ra thằng cũng màu lắm. Quay được một số thứ ở ngoài thôi các bạn. Hello, chào mọi người nhá. Đây là đồ ăn các bạn ơi, một số món để một tí bày cho khách các bạn. Đây, quả này, thịt đây. Và đây là nước chấm nha các bạn nha. Canh xương này các bạn ơi, đang chuẩn bị bày mâm cho khách. Đây là canh xương này, còn dưới kia là thịt này. Đầu bếp đang bày đấy, đây là thịt áp chao các bạn nhé. Còn dưới đống dưới kia là thịt nướng. Hello, một cái xem nào. Hello, chào cả nhà nhá. Đầu bếp. Đồ bếp trên hầm thịt. Mà hầm nhiều hết rồi. Mình phải chén nó luôn đi, anh Phúc. Vâng, chào xin để làm chào lên. Chúc, vâng gì? Thank you.
mấy chú chăm tiếng hồn Thank you.
đấy.